Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất bản video từ phần mềm Scratch. Đầu tiên, mình sẽ mở Scratch để tạo một hoạt hình đơn giản. Hoạt hình của mình gồm một con mèo và một con chuột. Con mèo đi tới con chuột rồi kêu meo meo meo. Con chuột mình cho đơn giản là chạy tới chạy lui. Bây giờ tới phần chính là xuất bản từ phần mềm Scratch ra video. Các bạn click vào file, chọn Record Project Video, sau đó các bạn nhấn nút Start, các bạn nhấn vào lá cờ để chạy. Sau khi chạy xong, các bạn nhấn vào hình vuông để kết thúc, chọn Save and Download, rồi chọn thư mục để lưu. Các bạn click vào file, chọn Record Project Video. Sau đó các bạn nhấn nút Start. Các bạn nhấn vào lá cờ để chạy. Sau khi chạy xong, các bạn nhấn vào hình vuông để kết thúc. Chọn Save and Download, rồi chọn thư mục để lưu. Mình lưu ở chỗ Download. Bây giờ mình vào thư mục Download của mình để xem video mình đã lưu. Như vậy là mình đã lưu từ phần mềm Scratch ra video. Nếu các bạn không hiểu chỗ nào, có thể bình luận bên dưới, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt các bạn.